Hi, xin chào tất cả anh em yêu thích game vô địch tu tiên giới của VTC. Thì nói chung á, cái game này sau khi nó open nè, nói chung là khi nó mở server gần như là các sự kiện của nó ra, nó ra cũng khá là nhiều, đặc biệt là cái sự kiện mà tặng ngọc cho anh em nè. Thì ngày hôm qua thì nó mới open thì nó cũng đã tặng cho anh em các móc nạp nhân 2 rồi. Thì ngày hôm nay sang ngày thứ hai thì nó lại tiếp tục có cái mèo chiêu tài, mà cái mèo chiêu tài này đặc biệt lắm anh em ơi. Ví dụ như anh em nạp nhiều thì giờ để coi anh em nhìn thấy này, mình cũng không biết là cái móc nạp này nó nhặt sẽ nhận được bao nhiêu, mình cũng không để coi đấy. Bây giờ để mình nạp, trước tiên mình sẽ nạp ít ít để xem anh em. Thì ở đây nó có 1k 1k 2k, nói chung là ví dụ như có móc nạp anh em phải đạt móc thì anh em sẽ được tăng cái lần quay nha. Rồi để mình nạp thử các anh em ơi. Thì trước tiên thì mình sẽ nạp thử ít ít thôi nha. Để mình nạp thử 100k trước đi ha, để coi nó vô cái móc như thế nào. Nó có cho anh em mình, nó có cho anh em là nó có tính cho anh em hay là bắt buộc mình phải nạp vô cái móc là 1k mấy nè. 1k mấy là nó phải tầm khoảng 300 đó nè. 1k mấy là khoảng 300 đó, đúng không? Đấy, bạn chưa có nhân vật, nó bị lỗi rồi. Bà nấu nó ủa nó bị lỗi rồi ai à, có rồi. Để mà mình chọn cái server rồi mà nó báo chưa có. Mình sẽ nạp 100k nha anh em, mình sẽ không quay cái nạp anh em, mình cũng đang nạp trên đây anh em ơi. Đấy, để coi nó vô móc như thế nào anh em. À, 100k như được có 400 ngọc thôi. Để coi nó tính cái con đường của mình là ví dụ như là mình bắt buộc phải nạp vô móc hay là nạp lên từ từ nha anh em. Thì đi lộn. Đây. À, như vậy là nó cũng phải nạp lên từ 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 được nè anh em. Đấy, nói chung là nạp từ từ được nè. Đù bà nó, như vậy là cái móc này nó phải tầm khoảng là khoảng 330 đó anh em ơi. Cái móc này là khoảng 330k. Để coi phúc lợi nhận cái quà của nó có gì nè. Nạp đầu mỗi ngày cũng có nè. Như vậy là cái đó nó phải nạp, anh em phải nạp lên tầm khoảng đúng rồi là 330 đó anh em. Dùng luôn mấy cái đá này, đá linh thần, nói chung là viên đá để tăng thôi chứ cũng không có gì nữa. Rồi để mình tiếp tục mình nạp thêm. Như vậy là anh em phải nạp 330.000 mới lên được nghe nè. Rồi mình tiếp tục cái đi tính. 330 phải nạp thêm 250 nữa rồi, nằm vô móc mẹ 250 rồi. Mà ở đây nó không có cái móc 250 anh em ơi, nó không có móc 250. Đấy. Hôm qua nạp gần 400, hôm nay 350 nữa. Chưa lên được, nói chung và vẫn còn thiếu thốn. Ở đây còn 80 nữa em ơi. Để coi thêm 80 nữa là như thế nào đây. Rồi như vậy là nó sẽ nạp theo cái cứ là nạp theo đủ điều. Cứ nạp khi nào mà lên đủ cái móc là ok là dính anh em ơi. Đó. Bây giờ đủ rồi đó anh em. Để coi như thế nào đây. À chưa nữa. Ok vậy ta.
nạp thông báo nó ok rồi mà. Đây là mới rồi nè anh em ạ. Như vậy là 1300. Cái game này nói chung là nạp mà 4 cây ngọc thì đắt nghe nè. Rồi, như vậy là mình sẽ bỏ vô đây tốn 1000. Vậy 1000 sẽ ăn bao nhiêu ta? Không lẽ 1000 ra 1000 sao? Thử coi anh em. Ốc 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 ốc. Ủa như vậy là tại sao mà nhận được siêu giá trị chỉ có 1k8 cùng với Linh Nhi nó nạp nhiều thấy ghê luôn anh em ơi. Linh Nhi nó nạp nhiều lắm nghe. Rồi hết giờ. Một phát để coi 1k8 mà ta 1k8 ngày qua thì nạp vô cái móc nhân 2 thì cũng được. Nói chung là cái này cũng thấy cũng giống nhân 2 với anh em ơi, mà nó hên thì nó nhiều hơn nhân 2 đúng không? Đứng đây đi cưng, cưng chạy đi lung tung vậy. Để coi mình có được nhiêu rồi ta. À 2k4 rồi, nói chung là lên 2k4 rồi. Vậy là ăn được cũng 800 anh em ơi, tính ngay cũng như gần gấp đôi đúng không? Nếu mà nó vô được cái nhân 2 thì ngon hơn, mà chắc mình nghĩ khó vô nhân 2 lắm. Ê mày cứ đứng ở đây đi, ai mượn mày chạy lung tung vậy? Đây, con quái này đứng nó đánh quái đi anh em. Dù nguyên một bầy chỗ này luôn, nó treo máy. Rồi nói chung là nạp hàng ngày thì nó không, cái móc nó không có cao, nhưng mà tích nạp rồi nạp tích lũy ngày thứ ba hả ta. Ồ cái này thì không tới đâu, một ca máy thì không tới nè. Nạp vèo vèo nhiều vậy chứ cũng không lên hủy VIP 2. Game mình ác cái là anh em mua đầu tư không đồng nó cũng không tính cho anh em vô gì chứ. Đầu tư không đồng. Không tính được một tí gì luôn á anh em ơi, nó không tính cho anh em một cái móc nào luôn á. Cho nên là rất là khó lên, mà cái game này nó lại không bán em. Nó lại không có bán cái VIP cho anh em nữa, không bán vô trong cái phần thương thành thì nó không bán cái cho anh em lên VIP nữa. Lên VIP 4 luôn, không có luôn á. Sao chơi đây? Mà mỗi ngày đăng nhập mình cũng không thấy nó tặng VIP luôn anh em ơi. Mỗi ngày đăng nhập vô mình cứ coi cái tiêu phí là tính thôi, chứ đăng nhập vô gần như không có tính luôn này. Nó đăng nhập vô là không thấy nó tính VIP luôn. Đau chỗ này anh em ơi, khó lên VIP. Bởi vậy tiêu thì mình không nói rồi, chuyện là sau này tiêu không nói. Ví dụ như mà không lên VIP được thì khó ăn boss trong gì hết trơn á. Vô boss VIP tầng 2 thì không đủ điều kiện đi vô ăn thôi chứ gì. Nạp 1k3 thì nhận được móc nạp cho nhiều vô đừng ăn mì tôm anh em ơi. Ăn mì tôm thay cơm anh em ơi. Cái này có gì đâu mình đổi thử rồi anh em ơi, chẳng có gì ngon hết. Cứ mỗi sáng thì chơi một tô mì tôm. Tối là một cái bí kíp này ở đây. Mang hoang trùng tràng. À nạp tiên ngọc ngày thứ 2. Ốc nạp 800. Ngày thứ 3 đường quyển, ngày thứ 4 đường quyển. Lấy tô 5-6 ngày liên tiếp trời. Cái quyển này mới căng đây nè. Có tổng 5 cấp, khi tấn công có 10%, 15, 20, 25. Thủ đáo cầm lai. Thì tăng phần trăm này là cái gì? Tấn công. Cái quyền này thì không có gì hết á.
chỉ số cơ bản. 3 ngày nữa nạp hết rồi, 3 ngày nữa cái hết tiền nạp cái bị ăn hành, bị ăn đấm, ăn đạp, ăn đá. Nó đánh chạy không kịp luôn. Công nhận game này khó lên cấp thiệt á nè. Hết rồi anh em ơi. Nạp vô cái là anh em cứ nạp mấy trăm vô cũng không còn cái sự kiện gì hết á. Trong mấy ngày đầu thì nạp thì chỉ được cái nhân 2 thôi anh em. Gần như được cái nhân 2 thôi chứ thực chất là nó không có được cái gì hết. Mình để coi ngày mai không biết nó có mở lên thêm cái gì hay không nè, để mình mới biết anh em ơi, chứ không là mình sẽ mua cái viết kim cương hoàng luôn là hết tiền luôn đó anh em. Mấy cái bot này sao nó cứ thông báo nó hiện lên hoài đấy ta, mình không thể nào mình tắt được nó đó. Để như vậy thì cũng bị, để như vậy nó cũng lên. Đây rồi kìa. Tại vì ăn cái tầng 1 thì mình thấy nó cũng không có được cái gì ngon hết trơn. Anh em ơi, ăn boss từ dưới này cũng không gì ngon. Từ 200 trở lên thì cũng bị gan vậy luôn. Không có thấy cái gì gọi là ngon ngon. Còn cái này tới 20 mảnh mới ghép được anh em ơi. 20 mảnh mới ghép được. Còn cao cao thì sao thì mình cũng chưa thấy nó có cái gì im hết trơn. Đó, cũng toàn là mảnh không. 22, để con thu thập 22 cái. Ngày ăn có 4 lượt boss à. Ngày có 4 lượt boss kêu thu thập 22 cái này. Đúng là game thiệt chứ. Ngũ hành bí cảnh. Cái điểm của mình thì tạm thời mới có được có một nhiêu điểm đây, 192 điểm. Ngày hôm qua mình ấy cái này rồi mình không tới anh em ơi. Để mình vô này thử. À, vô được nè. Ngày hôm qua mình quên, mình thấy mình tưởng nó không đủ điểm rồi mình quên. Rồi cuối cùng mình vô đây mình sẽ ăn con nào đây? Công phòng giảm 88%, trời ơi á. Vậy ăn con 200 đi. Cường lĩnh 198 sao ta? Ồ. Đây mình có ba cái này, cái lệnh bài đó. Ủa vậy boss này cũng đâu phải là nằm trong liên server đâu anh em. Boss này cũng là thuộc dạng ngũ hành nhưng mà nằm trong server. Trăm tám mươi nó mở. À đúng rồi, ngày hôm qua mình chưa lên 108 chứ lộn, ngày qua 106 mấy à. Chắc mình vô không được. Thì boss bí cảnh này tới. Để coi đây là gì đây. 7 ngày. À đây có búa nè, búa này. Sớp câu ngọc. Thôi kệ nói đi anh em, bây giờ quốc boss cái đi. Rồi coi như cái chuyện mà mình quay ở đây anh em, để sau này á có nhiều anh em hỏi cái sự kiện 7 ngày của nó là cái gì. Còn cái đua tớp thì cái game này không cần phải nhắc tới nghe không. Tại vì khi anh em cái đua tớp nó đã hiện lên hết trơn cho anh em rồi. Ngày thứ nhất đua gì, ngày thứ hai đua gì, nó thông báo sẵn hết trơn rồi. Cho nên anh em sẽ có những cái mà anh em chuẩn bị sẵn anh em. Ví dụ như ngày hôm qua thì đua tô kỵ, hôm nay đua cánh, nó để trước sẵn hết trơn rồi. Cho nên là anh em không cần phải xem biết gì nữa chứ. Game này thấy boss cũng trâu quá anh em, đúng không? Châu nè. Thứ 400 triệu chiến của mình thì so với người ta là hạng 50 nào, năm mấy luôn anh em ơi. Số 1 này căng quá. Mà nạp 300 mấy nó không có thưởng gì hết trơn ta. Thì mình cứ quay đi, mỗi một ngày mình quay một cái đâu mà anh em xem. Ví dụ như hôm nay là ngày thứ hai đúng không? Sự kiện ngày thứ hai à, có ngọc. Còn nó sẽ ví dụ nó này chưa tài nữa cũng sẽ có xây vòng nữa.
Mà ở đây nó dở cái là nó không có nuôi heo. Nó không có nuôi heo nuôi mèo gì trơn anh em ơi. Ví dụ như anh em nuôi heo hay nuôi mèo gì á thì nó có cái phần anh em nuôi ở đây. Khi anh em nuôi á thì anh em bỏ vô ngọc vô bao nhiêu ngọc đó nó hoàn trả lại, game không có. Level mình thì đã chuyển sinh được rồi nè. Trang bị pháp khí mệnh cách. Ê, có ai ăn cái gì bỏ vô đây không ta? Trang bị sao mà khó tìm lắm anh em ơi. Cái game này đầu game mà thứ ít ít được kiếm, không có VIP cao, ăn đâu có vô phòng boss cao được đâu. Thứ mà anh em mà nạp chịu là vô anh em lo anh em ốp cái đầu vô trong mấy cái không đồng này hết trơn rồi. Rồi làm sao mà lên VIP được. Ít ra khi nào hết cái sự kiện không đồng anh em mới lên VIP nổi anh em ơi. Tầm 1 triệu trở lại là gần như là không ăn thua nổi đâu. Ít gì cái ngày ít gì là anh em phải quất 3 triệu 4 triệu vậy đó anh em mới có ngọc nhiều. Lúc đó thì anh em mới có chơi lên thoải mái được. Anh em thấy không, mình hai cái VIP của mình, VIP kim cương để đây, VIP kim cương này 1k8 lắm, đâu phải ít đâu anh em. Đắt thì ghê luôn á. Nói câu không lẽ còn hơn ăn cướp người ta nữa. Đấy anh em thấy không, cái quỷ này mình, cái boss này nó cứ hiện lên hoài luôn, không có tắt nó được. Mình tích tích hồi nãy anh em cũng nhìn thấy rồi đó. Mình cũng không biết là như vậy là nó tích hay là nó lên nữa, lên liên tục luôn, mình cũng không đường nào mình canh được hết. Trâu lắm anh em ơi, trong boss này nó trâu quá. Cái chỗ này là nó cũng không có hiện cái bảng cho anh em dễ úp được chiến nữa, nó nằm trên đây nè, trơn luôn. À viên 180, viên là 130 ngọc. Viên này chẳng có tác dụng gì đâu. Để coi ngày thứ mấy ta? 2.2 hả? Để coi hiệu ứng tặng qua tắt. Để coi thuộc tính cơ bản. Đang lưu vào 5, đưa vào 5 cũng không có gì chân. 300 mấy. Đây có cái cánh nè, cánh này 800 mấy. Ủa phải đâu, đang pháp bảo luôn, đang cánh luôn chứ không phải là cánh luôn. Có cái này 20 cái, ồ 3k mấy ngọc anh em ơi. Không có chỉ số phần trăm luôn anh em ơi. Cái game đầu game này nó tặng, nó thiệt, nói đồ mang tiếng là đồ tặng đồ bán, thực chất chẳng có tác dụng bao nhiêu. Nhưng mà game thì nó áp dụng cho tất cả mọi người luôn, nó cũng đỡ cái đó. À, cái game này mà chết mà không có đan hồi sinh hết nè, chết mà không có đan hồi sinh ha là mắc boss á. Không để anh em mà dùng ngọc anh em hồi sinh. Thì ngày hôm qua mình ăn boss có thằng kia là chiến nó cao hơn mình tí. Nó cứ đánh nó hàm mới đi cướp á, nó vô lần đầu tiên nó vô nó cướp mình á, mình cũng đâu có ngại đâu. Kệ. Game này đầu game nó không có cái gì ngon hết trơn á, mình đảm bảo với anh em không có ghê cái gì ngon hết trơn, mình đánh nó chết là nó hồi sinh tại chỗ, mình chết mình chạy lên. Mình không ăn con boss nào hết trơn á, giết nó chục mười mấy mạng vậy đó, nó cũng giết mình chục mười mấy mạng vậy đó. Cho nó hết, khi nào nó hết ba cái đan của nó đi rồi tính. Là sau này nó hết dám đi cướp ai nữa. Đấy, đi cướp mà kệ, quýnh anh em có đan có gì nè, anh em đừng có đan hồi sinh gì ít ba chút 30-40 viên anh em dùng không lâu đâu. Đảm bảo nếu mà cái tính của anh em mà đi hay cướp của người khác anh em, nó quýnh anh em tầm vài ba ngày là sạch bách. Rồi sắp chết rồi, để coi được cái gì nghe nè. Lâu ha. Đây có gì đỏ đỏ kìa nè. Một cái gương màu đỏ đỏ. Một cái củ cải. Phải không ta?
Đấy, mình bật lên á thì nó cũng vẫn hiện lên, mà tích tắc thì nó cũng vẫn hiện lên. Tiên khí đá bộ, à đá bộ Bắc Kỳ chưa giám định, để mở thử coi nè. À, cái lệnh bài này một ngày hình như chỉ có ba cái hay gì đó anh em ơi, tốn cái rồi nè. Đây khiêu chiến có thời hạn rồi sao ta? À, nhận điểm ngũ hành. À, nhận cái này chắc là con đường điểm. À, sang con này thì được thêm cái này, mà cái này thì lệnh bài đồng đồng bóng gì kệ nó, cứ chơi đi. Để mình vô mình coi cái này coi nè. Chắc là mới là nằm phía sau đúng không? Mới là chắc là nằm phía sau. Ủa là ra cái gì đâu ta? Nãy mình ăn ra được cái gì ta? Ủa, bà nhớ không nổi luôn á, nhớ không nổi hình dáng của nó luôn. Cái này vậy mà mạnh anh em ơi. Ủa cái hình dáng của nó là sao ta? Không không nhớ được luôn anh em ơi. Bên cái đầu là ngoại quan để coi tài liệu coi có gì không. Đá gì đâu ta, mở ra có cái được gì đâu ta, tiêu hao cái. Chắc là cũng nằm trong mấy cái này anh em ơi, ngoại quan, ngoại quan. Rồi chịu luôn anh em ơi, không có anh em. Mở ra không không nhớ nổi, để cái sau này mình để ý mình rút kinh nghiệm lại coi. Nói chung là đôi tớp cánh thì ngày thứ hai anh em. Ngày thứ hai 800 ngọc mà chỉ mua được có 60 viên cánh, 60 viên cánh không bao nhiêu đâu. Để vô một cái ẹt, cái xèo cái là xong. Kim cương hoàng tăng được 10%. Xèo xèo thông tính. Ví dụ như mấy cái phá thì anh em có thể tách luôn anh em ơi. Còn mấy cái không phá thì để bỏ vô kho. Quá trời luôn. Ôi, còn cái này nữa. Sáng mình à, ăn boss mình cũng úp hết lực chiến rồi. Công nhận con 210 này nó trâu lắm anh em. Để coi à, úp hết lực chiến là được bao nhiêu đây. Chân hồn tăng sát thương. Khi mà nếu mà mua cái kỹ năng này rồi anh em nhìn thấy này, 900 đúng không, trị giá là 900 ngọc, mà phải phải dùng phụ mua. Mình cũng không biết là ví dụ như mình dùng phụ mình mua nó có tính nạp cho mình hay không ta, tại 35 phụ này là con số lớn lắm anh em. 35 phụ này là nó cũng bằng 200 mấy đó. Mình cũng chưa có mua phù nữa nè, mình cũng chưa có mua phù tại vì mình cũng không có sử dụng gì nhiều. Nó mình sợ á, mình sợ là ví dụ như mình mua mấy cái này rồi đó, mình mua mấy kỹ năng này các anh em, rồi rồi khi mình mua nó rồi nó không có ngọc, nó không có ngọc. Nếu mình mà anh em mà vô cái phần nạp ít á thì anh em mua phù anh em không có lời, mà anh em nạp nạp nhiều thì mua phù đương nhiên anh em sẽ lời nè. Chắc là mình nghĩ nó vẫn tính vô mấy cái móc nạp này cho mình luôn á. Nhưng mà mua phù á thì nó chỉ để mở mấy cái kỹ năng hoặc là cái gì đó nó đặc biệt thôi à, nhưng mà nó không có ngọc đấy. Cái này mới nhận thêm được mớ nữa, khảm được mớ nữa anh em ơi. Cái này thì nó lợi cho anh em chơi lon lắm, chỉ cần nhắn vô đây là tự động nó ghép, rồi nó ghép từ trên ghép xuống dưới à, đỡ lắm.
cái nhẫn với cái dây chuyền này nó dễ kiếm không ta? Mà sao ăn boss cũng không thấy nó ghê ha, ăn boss cũng không thấy nó ghê, mà sự kiện nạp thì nó có mấy cái xanh xanh vậy thôi đó, không có nhiều nữa. Tu nó thất bại nãy giờ mấy lần rồi đó, không lên cái này á. Đột phá rồi hết. Game này à, mình không biết là nó có cho mình không đủ điều kiện, có cho mình vô trong boss VIP hay không. Mình chưa nhắn lần nào anh em ơi. Này, VIP kim cương tím, tím 3 có nghĩa là VIP 3. Lên level giám định luôn sao ta? Trạng thái chưa giám định, để thử coi. Giám. Ủa, bà nội phải mua cái búa nữa nè em ơi. À sao đây ta, cái tính năng giám định này à, ở đây à, cần một cái búa giám định để mình giám, để coi à, búa này sao là bốn mươi mấy gì đó. Xếp câu ngọc căng dữ vậy ta, sao nó không đưa mình tới xếp luôn ta, nhắn vô nó không lên ấy. Để coi à, búa này là thiên chú trì tím đúng không, rồi à, thiên chú trì. Hết đây 40. Để coi ngọc phá có không anh em. Ủa ngọc phá không có anh em ơi, vậy là tốn ngọc nữa rồi. Rồi vô chỗ nào giám định ta, chắc đi đường tắt nữa quá. Giám định để coi à, hợp thành không có, chắc đi đường tắt nữa quá anh em ơi. Đường tắt thì à, vô đây à, đâu rồi, mệnh cách hồn châu thành tựu kỹ năng à, chế tạo à, chế trang bị ở đây thì nó cũng có 5 món anh em ơi. Chắc Linh mình nghĩ trên bậc cao thì nó sẽ nhiều món thêm quá. Để coi bậc 7 à. Bậc 7 coi 2 sao 3 sao coi. À được rồi, nó chết queo kìa anh em ơi. Lần này mình phải xem cho kỹ lại mới được anh em. Mặt bảo tiên khí kế thừa à, 150 cấp độ 1 và ngẫu nhiên. Để coi nè, kỹ lại mới được. Nhìn được cái viên đá gì anh em ơi, cái viên đá gì vàng vàng anh em ơi. Nó nằm ở đâu ta? Ở đây thì mình có cái búa nè. À mình mới mua, quên lộn ta luôn. Ủa nhìn nó ra cái gì đây ta? Không sao, mình nhìn kỹ lắm rồi. Ủa cái gì đây? Má sao nhìn không ra luôn ta, nhận không ra luôn ta. Mình thấy nó vàng vàng mà. Sao kỳ vậy? Trời ơi, ba chuyển anh em ơi. Ôi sao nó để là mình, nó chơi vậy là chơi xấu rồi. Thôi ra anh em ơi, nó đánh lâu quá trời lâu luôn anh em ơi. Để mình ra mình làm nhiệm vụ chuyển sinh mới được. Không biết 108 này có chuyển được chưa nữa. Để mình ra một cái. Nếu được thì ngon anh em. Tiến độ 200/200 này à, vượt ải à, xâm nhập 21 nè à, cường cấp cường quá đạt 200 nè. Mời bạn vào đội để coi à, đội à, quá hạn rồi à,
Thì giờ ba lộn chiến sinh hai dã ngoại diệt bất kỳ boss dã ngoại rồi tới trăm chín thôi. Nói chung là video của mình đến đây là kết thúc nha Nam. Thì đây là sự kiện của ngày thứ hai nha. Thì ngày thứ hai cũng là gần như là cũng là phiến mãi về nạp ngọc đó anh em ơi. Đấy, đánh con boss không đánh cái gà, đánh con quái kìa. Cái ao, công nhận cái auto tìm đường này nó khôn thấy sợ luôn đó anh em. Kinh dị thiệt chứ. Rồi, video của mình đến đây là kết thúc tại đây nha anh em. Hẹn gặp lại anh em trong video sau nha. Để coi ngày thứ ba nó sẽ có cái gì mình sẽ quay sau nha anh em.